Táo vừa mới lên chưa kịp thế là, mua hết sạch rồi. Nhờ. Đấy, chị đọt thấy em bán đỉnh chưa? Chị đọt thấy em bán đỉnh chưa? Táo lên mất một mẹ, đã bảo rồi, gửi nhiều nhiều thôi. Gửi bao nhiêu cũng được, cứ tin tưởng em thì... Đã bảo rồi. Cứ tin tưởng em, gửi nhiều nhiều ấy, em bán cho... Táo còn một tấn nữa nha mọi người ơi. Táo còn một tấn nữa nha mọi người nhá. 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ, 8 giờ. Tại vì phải... Một trăm ơi, máy đỉnh. Mọi người ơi, 191k đúng bao không? Bao nhiêu nó còn bao nhiêu suất đấy? Còn 100 suất. Còn 100 suất mẫu áo basic nha mọi người. Basic này thì cực kỳ chế phối đồ luôn. Nên là tất cả các anh chị em, ai đấy đúng 14 màu mà. Thế là thế đùa chứ đám này bốn đứa vào đứng luôn đi. Một đứa chặt. Kame và màu nâu đúng không? Đúng rồi. Đây, màu nâu tây. Mọi người ơi, cái áo này siêu basic rồi nên là con trai con gái mọi người mặc được hết. Chúng mình cố gắng là xăm sale ngày hôm nay, deal của mọi người nhận về tay có đầu một thôi. Mà cái chất liệu vải nó là dạng thun cốt tông nên là mọi người yên tâm là mặc mát mịn trong mùa hè rồi. Đó, nên mọi người có thể mặc đôi, mặc nhóm này hoặc là mặc đơn cũng được. Nên là mọi người tranh thủ nhá, bấm ngay mã số đang ghim cho mọi người trên màn hình và mọi người xăm liền tay giúp mình nha. Ok đúng không mọi người ơi, đó nhanh tay lên nhá, như đã hứa đấy, như đã hứa trên livestream những bữa trước á. Đấy, hôm nay đúng ngày 17 luôn, bọn em lên đủ size đủ màu cho mọi người chốt nhá. Đấy, nhanh tay lên mọi người ơi, chỉ còn một gì ạ, một vài sản phẩm nữa thôi. Đó, nhanh tay chốt đơn cho em nhá. Đó, ai đã chốt được rồi này, comment đã chốt lên giúp em để em biết là mọi người ơi. Đó, nhanh tay nhá. Đấy, còn đủ size đủ số để mọi người yên tâm cho em này. Đó, còn bao nhiêu suất nữa anh nhỉ? Còn 50 suất cuối cùng. Mọi người ơi, đó, nhanh tay nhá. Ai đã chốt được đơn rồi comment lên nhá. Đấy, trời ơi, thực sự luôn nhá. Phiên làm này bán cực kỳ là nhiều rồi nhá. Nhưng mọi người ơi, đấy, chỉ còn 50 suất cuối cùng thôi. Vẫn còn đủ màu, đủ size cho mọi người chốt nhá. Nhanh tay lên nào. Táo cứ lên là hết rồi. Táo cứ lên chưa kịp ghim là hết rồi. Nhưng mà đang còn 1 tấn nữa, yên tâm mọi người nhá. Tí nữa lên sau. 8 giờ, 9 giờ. 8 giờ, 9 giờ lên sau nha mọi người ơi. 50 deal cuối cùng thôi mọi người ơi, cố gắng săn sớm đi. Cái này siêu basic cho nên là gì mình mặc mình không phải sợ là gì khó phối đồ đâu. Đó, mặc với quần này, với áo này hay với chân váy cũng được. Và đặc biệt là gì ạ, nó siêu mịn. Để cho mọi người mặc mùa hè mình không có bị bí bách quá nên là mình tranh thủ săn luôn giúp mình nha. Đó, cố gắng săn sớm nha mọi người ơi. Đúng rồi, hết táo rồi, 8 giờ mới có lại nhá. 8 giờ mới có lại nhá mọi người ơi. Đúng rồi, nhanh tay lên mọi người ơi, đó chỉ còn gì ạ, dưới 50 suất thôi em. Xong má này mọi người, thích lên má nào nữa thì mọi người comment nhá. Cứ comment lên nhá. Quần này cũng bên mình này. Quần em đang mặc hiện tại cũng bên Quang Linh Store luôn mọi người ơi, đó mọi người nhá. Mọi người xem chất liệu này, xem form dáng lên của quần đấy nhỉ. Trời ơi, quần lên sau này luôn. Lên Phút đúng không? Lên Phút cho nhà lề bán này mình ok mọi người ơi, đó có thể tham khảo những mẫu sản phẩm những mẫu sản phẩm thời trang như bên em đó. Trong giỏ hàng có rất nhiều gì ạ, có rất nhiều sản phẩm rồi. Ok chưa mọi người ơi, đó. Nhưng mà ngày hôm nay hơi đuối. Cái mảng này nó ok, đã hết mọi người ơi, chúc mừng mọi người đã săn được nhá. Hết rồi hả? Ok. Thế nhanh nhỉ? Bán cũng nhàn nhỉ? Thôi, thế bọn em thấy bán bán định bọn em nhà không? Trong miếng, trong miếng. Trong miếng là... Ok. Thôi cứ cố gắng thôi. Có gì nhật lễ ấy, cứ học hỏi nhật lễ. Rồi, bây giờ là Phút này. Tất cả các anh chị em... Hello mọi người. Hôm nay có điều gì không ấy? Thôi, bây giờ là đến Phút nha, tí nữa là bên store thì sẽ quay lại quần đúng không? Quần. Rồi, còn bây giờ là Phút. Ê, lôi vào ăn đi bây giờ. Đúng quá nữa. Ăn từ Nam mà. Đứng lên. Hôm nay mọi người muốn mua cái gì ạ? Hôm nay mọi người muốn săn cái gì của Phú nào? Bò khô, gà khô, khô bò Bà Liễu này, rồi là heo khô, đấy, rất là nhiều luôn. Khô bò miếng nhá. Ui, nói chung là về cái khô Bà Liễu, khô bò miếng ăn ngon đỉnh nhá. Đúng thật là Bà Liễu là làm là cực kỳ chuẩn hạt điều. Hôm nay rất là ngon luôn. À thế à? Nói em giọng mày mảnh mẽ lên. Nói gì mà nhẹ nhàng ấy. Ủa sao mặt đỏ thế nhỉ? Ấy má, má hồng. Rồi, xoài. Mọi người muốn lên cái gì của Phú nào? Hôm nay là cho mọi người deal cực khủng luôn. Mọi người muốn là muốn cái gì nào? Comment nào. Rồi, heo, khô, gà. Táo 8 giờ mới có lại mọi người nhá. Táo 8 giờ mới có lại nhá. Ui,
mới nói 8 giờ có táo lại cái bay mất gần chục nghìn người luôn. Khiếp thật. Chị đọt vào sao? Đúng thật là chị đọt của em. Bao nhiêu là táo lên, lên, táo lên, hiện tại bây giờ là 8 giờ mới có lại nhá. Hết 1 tấn rồi. Lên cô gà trước đi. À cô gà, ok. Cô gà. Cô gà trước đây. Lôi thích ăn kể gì trước? Cô gà, Lôi thích ăn kể Lôi đây khách hàng như đây đây. Phải yêu cầu Lôi kể Lôi. Lôi ăn đi thôi. Ok, lên cô gà trước nha mọi người ơi. 250 gram thôi nhỉ? Hộp 250 gram. 250 gram thôi. Anh em hộp 250 gram. Ủa. Anh em sẽ co chia nhau ăn hết rồi. Đến luôn lên sản phẩm thì không có sản phẩm nữa rồi. Đó nè. Táo thì hàng gửi mấy thùng bây giờ còn gói nữa. Chị ơi, táo hết rồi nha chị ơi. Ờ, thôi, hộp 250 gram với là 500 gram nha, táo nha. Bình thường giá 250 gram là 1... À, khúc... Ừ, đúng rồi, khúc gà. Khúc gà. Bình thường 250 gram là 113k này. Và 500 gram thì sẽ là bao nhiêu? 218k. Rồi, hôm nay nhiệt lễ cho deal như nào cho mọi người ở đây đấy thì ấy đi cho đi hôm nay nha, cái hộp hộp 250g 113k phải không? Đúng rồi, em cho chỉ giá 68k. Ủa, 68k hả? Đấy, bình thường bán đúng là 80k mà. 88k đây vào đây làm cho vui à? Cho vui à? Không không, 100 suất thôi, cái này là 100 suất thôi nha mọi người, giá trị ăn của mọi người 100 suất thôi nha. 68k. Ok. 100 suất. 68k 100 suất. 5 4 3 2 1 Ghim. Ok. Ghim mấy thường? Hả? Ghim. Ghim gì? 68k rồi chị ơi. 68k 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 thôi nha mọi người ơi. 250g nha mọi người. Còn 500g là bao nhiêu? Có lên luôn 500g thì hôm nay chỉ có deal 500g. Đây là trong bàn. Đây là 150k. Cái gì? 1118 người đã bỏ vào cho Hoàng kìa. 2 cộng mấy lần đó là 2.000, 3.000. À thế à? Ui, toàn 690. Với anh tí là review bán của anh tí nhá. Ngày ở đây bán hàng giỏi lắm các bạn. Bán hàng giỏi lắm. Ui, có bàn còn 54k. Thế Nam lúc nào về đấy với anh? Em có biết đâu. Kìa. Cái gì đấy? Để giờ ăn là lên, không hiểu. Ôi sao. Ôi ơi, gần chục tỷ rồi giờ mới lên. Đùa. Ngủ phải nhiều. Đâu mà máy để đâu? Để đâu? Để đâu cả nhà? Máy đây. Thấy 100 suất rồi. Hết rồi, hết rồi. Đây 100 suất đi. 26.000 người mà 100 suất hay ít. Về bán 8 cao rồi. Trăm. Nó về mừng thôi. Nó cao quá. Không, không, không. Cao hơn này.